What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp review sơ qua mà em làm phim cơ nữa. Đó là em Moongit MG108B. Đây là một trong những cái dòng vàng phim cơ rất là hiếm trong cái thời điểm này, mà nó lại có cái layout 108. Và cái thằng Moongit này nó cũng sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cái tính năng vào trong vàng phim này. Ok, hãy cùng mình xem thử con này có cái gì đặc biệt nha. Let's go. Đầu tiên về cái cách đóng hộp của nó thì khá là đơn giản, không có gì ngoài cái logo Moongit ở giữa thôi, với lại cái tên của chiếc bàn phím. Phím này là 108 cho nên là nó sẽ khá là dài. Như các bạn thấy thì nó để hầu như là cái hộp của nó sẽ dài bằng cái bàn luôn rồi. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái lớp mút đậy bàn phím lại. Đây, chiếc bàn phím mặc dù là nó sẽ không có mút hai bên nhưng mà cái độ dài của nó thì cực kỳ là dài luôn. Do hiện tại thì các cái bàn phím bây giờ nó đều là kiểu layout rút gọn rồi, còn bây giờ layout full như thế này thì rất là hiếm. Đây, đây là một cái cover được tặng kèm nữa của chiếc bàn phím. Rất là ngon, mình rất thích cái kiểu cover như thế này. Các cái thứ phụ kiện linh tinh của nó thì sẽ được để phía trên. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái USB receiver. Vậy là con này chắc sẽ không có cái để chỗ để đựng cái USB này rồi. Một cái keybuller. Một cái switchbuller. Switchbuller này là khá là xịn nha. Với cái switchbuller này thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn nhiều so với những cái loại switchbuller mà đi chung với lại cái nhỏ keycap luôn. Bên trong này thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm những cái keycap màu xanh nước biển, rất là đẹp. Những keycap này thì nó sẽ được bố trí ở một vài vị trí thôi, chứ không có nhiều. Nó sẽ có một cái sợi dây, dây này sẽ là dây nhựa thôi chứ không phải là dây bọc dù. Và nó sẽ có cục chống nhiễu này, khá là chắc chắn, dày dặn. Đầu của nó sẽ là tai A sang tai C và có được mạ vàng luôn. Ok, như vậy là đã hết các cái phụ kiện ở trong hộp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bàn phím. Chính vì nó không có để hai cái lớp bút hai bên cho nên là khi mình muốn nhấc cái bàn phím này ra khỏi hộp thì nó cũng khá là khó khăn. Tại vì nó gần như là sát mắt với lại cái hộp luôn rồi, khó mà luồn tay vào được. Cái con bàn phím này, cái cảm nhận ban đầu khi mình cầm nó lên thì phải nói là nó rất là nặng. Nặng kinh khủng luôn. Nó nặng gần như là một con bàn phím, bàn phím mà kiểu layout 60 mà kim loại luôn á, full kim loại ấy, rất là nặng. Quay trở lại với em bàn phím Moongit MG108B. Đây là một trong những cái con bàn phím mà mình nói ngay từ đầu với một cái layout 108 cực kỳ hiếm vào cái thời điểm hiện tại. Hầu như thời điểm hiện tại thì các nhà sản xuất đều tập trung vào những cái layout rút gọn như layout 98 hoặc là 75 với các cái thiên hướng kiểu như núm hoặc là có màn hình. Đấy, đấy là một cái trend. Và cái layout 108 này hình như đã bị lãng quên rồi. Mà như các bạn thấy thì cái con này nó sẽ có hai cái tông chủ đạo, đó là tông màu xanh dương, xanh đậm đấy. Đó sẽ là các cái chữ và sẽ có màu trắng bao phủ xung quanh. Và nó cũng chỉ có hai màu này thôi, trắng và xanh dương. Nhìn nó rất chi là kiểu tối giản. Và nếu các bạn muốn thì các bạn có thể thay các cái keycap cho thêm vào, để nó có thêm cái điểm nhấn trên chiếc bàn phím này. Thì nhìn như này thì nó sẽ hơi đơn điệu. Ở tiện thể thì mình thay luôn nhé. Trước khi thay thì mình sẽ xem qua cái chất lượng keycap của con này. Như các bạn thấy thì cái phiên bản màu của nó, con này thì làm bằng cái keycap này thì nó sẽ được làm bằng nhựa ABS. Cho nên cái màu của nó lên rất là rực, màu của nó rất là đậm và đẹp. Màu của ABS thì thường nó sẽ đẹp hơn. Về cái cut in của nó sẽ là double shot và rất là dày, tràn cả ra ngoài luôn, giống như những cái bộ keycap xịn ấy. Để mình xem thử cái keycap gốc nó có được như vậy không nha. Đây, đây là keycap gốc. Keycap gốc thì chúng ta vẫn thấy nó sẽ là như ABS và cũng double shot, tràn như những cái con keycap cho thêm luôn. Rất là tốt. Những cái keycap như thế này thì cho cái chất lượng gõ nó sẽ ngon hơn hẳn những cái keycap mà cái kiểu nó hơi mỏng mỏng á. Và cái chuẩn keycap của em này thì hiện tại đang là chuẩn Cherry nha các bạn. Với cái chuẩn Cherry này thì như các bạn thấy là cái profile của nó khá là thấp. Có rất là nhiều người thích cái chuẩn Cherry này tại vì cái tiếng của nó ra nó sẽ gọn hơn, âm thanh nó sẽ gọn hơn một xíu và cũng như là đỡ ồn hơn nhiều so với cái chuẩn OEM. Rồi chúng ta sẽ xem qua luôn cái switch của em này luôn đi.
Tiện thể thì đang gỡ ra đây thì mình gỡ ra luôn. À, em này đang sử dụng switch của thằng Aku nha các bạn. Và con này hình như là cũng là một dạng tactile tâm, và nó cũng đã được pre-loop rồi. Khi mà gõ thì tiếng của nó khá là đanh. Con này thì có stem stem dài nha các bạn, nó sẽ hơi dài một xíu, và như vậy thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là cho dù khi sử dụng keycap Cherry hay là các cái chuẩn keycap khác thì đều không bị cấn. Con này thì mình cảm giác bấm rất là mượt, có lẽ là do nó đã được pre-loop rồi. Và cái tactile của nó thì cũng không được nhiều lắm, có cảm nhận được nhưng mà nó không có rõ ràng lắm. Tiếng của nó thì khá là đanh. Đấy, như các bạn nghe này. Tiếng này là tiếng mình chưa có gắn keycap nha, nhưng tiếng của nó cũng khá là đanh rồi. Mình sẽ ngó qua luôn cái mặt của con này. Như các bạn thấy thì mặt của con này nó sẽ là mặt ngược. Đây, bóng led nằm phía trên. Và con này nó được trang bị luôn cả hot swap 5 chân đây. Và có luôn cả switch pad. Đó. Switch pad của nó đây. Với cái switch pad này thì yên tâm các bạn gõ nó sẽ rất là nổ đấy. Staff của con này thì đã được pre-loop sẵn rồi. Và nó cũng làm kiểu rất là chắc chắn luôn. Khi mà mình lay hay động vào thì nó không hề có cái sự xê dịch này. Staff của nó thì chỉ là staff blade thôi, blade mount. Blade của con này thì lại là blade thép chứ không phải là blade bằng PC. Với cái những cái thằng dòng blade thép thì nó sẽ cho cái cảm giác gõ rất là đầm tay, cứng cáp. À, ít có rung lắc, tuy nhiên thì nó lại không có được êm mượt như những thằng PC, và cái tiếng của nó cũng sẽ không có đồng đều với các hàng. Ở phía trong thì chúng ta thấy nó đã được lót sẵn cả foam đáy lẫn foam PCB rồi nha các bạn. Ok, như vậy là cái con này có cái bộ mặt cũng rất là ngon đấy. Bây giờ mình sẽ gắn strap lại keycap trở lại. Tiện thể thì mình sẽ thay luôn những cái keycap màu xanh vào cho nó thêm phần nổi bật. Rồi chúng ta sẽ ngó sang về cái chất lượng build cái cây của em này nhé. Về cái cây thì mình nghĩ con này nó xứng đáng là 10 trên 10. Tại vì cái cây của nó rất là chắc chắn luôn. Cầm lên thì mình thấy nó giống như là cái khối hoàn chỉnh, cực kỳ là chắc. Nó là chắc nịch luôn đó. Cầm lên rất là nặng tay, rất là đầm nữa. Rất phù hợp cho những bạn nào mà không có nhu cầu di chuyển đó. Chúng ta để một chỗ thôi. Ở phía mặt sau thì chúng ta thấy nó sẽ làm hoàn toàn bằng màu xanh dương, cực kỳ nổi bật. Ở giữa thì chúng ta sẽ có cái logo rồi. Phía bên cạnh thì chúng ta vẫn sẽ có cái chân kickstand hai lớp. Đấy. Ở giữa phía trên thì chúng ta sẽ có rãnh DJ ba đường cộng với lại cái cổng tai C ở giữa. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt để chuyển từ chế độ dây sang chế độ không dây, và nó cũng sẽ đồng thời sẽ là chuyển từ win sang max luôn. Đây, nếu các bạn muốn chuyển không dây của max thì gạt qua đây. Không dây của win thì quạt bên đây. Còn nếu mà muốn dùng dây thì chúng ta chuyển vào giữa nhé. Con này nó sẽ có cái thiết kế cái cây của nó khá là cao, cho nên là nó sẽ giấu được hết toàn bộ cái chân switch phía dưới. Đó, nhìn cho có một cái cảm giác khá là gọn gàng cũng như là rất là chắc chắn luôn. Nếu mà ai thích cái kiểu thể loại này thì không thể nào mà bỏ qua cái cây của con này được. LED của em này sẽ là LED RGB. Tất nhiên những cái bàn phím hiện tại thì hầu hết đều có hỗ trợ LED RGB rồi. Tuy nhiên thì cái led của con này khá là tối, và cái keycap của con này thì nó không có hỗ trợ xuyên led nữa, cho nên hầu như chúng ta sẽ không thấy led của em này đâu. Nếu như các bạn muốn thấy thì có lẽ các bạn phải tắt hết các đèn ở trong phòng đi thì chúng ta mới thấy rõ được cái chế độ led của em này. Để mình ví dụ cho bạn xem nhé. Sau khi mình tắt hết đèn led ở trong phòng đi thì may là chúng ta mới thấy được các cái chế độ đèn led của em này đang chạy như thế nào. Còn nếu mà hiện tại nếu mà buổi sáng mà có nhiều ánh đèn chiếu vào thì chúng ta sẽ hầu như không thấy. Tuy nhiên thì cái này nó cũng không quá quan trọng lắm, tại vì cái con này nó thiết kế thì chủ yếu hướng đến những cái người mà để im tại chỗ. Và cũng khi mà chúng ta bật đèn trong phòng lên thì chúng ta sẽ thấy chữ ký tự nó vẫn rõ ràng, nhất là những cái ký tự nó được in rất là nổi bật giữa cái nền màu trắng như thế này. Còn ban đêm thì chúng ta thích thì chúng ta có thể bật led lên cho nó đẹp. Còn không thì chúng ta có thể tắt led đi để tiết kiệm pin hơn nếu mà chúng ta sử dụng không dây. Và tất nhiên thì em này vẫn sẽ có hỗ trợ phần mềm để chúng ta có thể macro cũng như là chỉnh led rất là nhiều thứ. Về các cái chế độ đèn led của con này thì nó cũng sẽ giống như những cái con bàn phím cơ có led RGB khác thôi. Có rất là nhiều chế độ, có cả chế độ led nháy theo nhạc nữa, vân vân và mây mây. Thì cái đấy chắc mình cũng không cần phải làm gì thêm đâu.
chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần cực kỳ quan trọng, đó là sao test, xem thử coi nếu chúng ta mua con này về sử dụng ngay lập tức không cần phải móc miếc gì thì nó có ok không nha. Let's go. Ok, thì như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em nghe thử về cái tiếng gõ của em này. Thì đầu tiên cái cảm nhận của mình của nó là con này gõ khá là chắc. Đó, cái tiếng của nó cực kỳ chắc luôn. Và nó rất là kêu, giống như là cái kiểu tactile nhưng mà nó kêu rất là to ấy. Đó, cảm giác khớp của nó cũng rất là rõ ràng. Khác biệt hơn hẳn so với những cái con mà dùng kiểu tactile mà kiểu nhẹ nhàng như con Cherry Brown chẳng hạn. Thì hầu như chúng ta sẽ không có cảm nhận được khớp. Tuy nhiên là con này thì rất là rõ. Và cái tiếng của nó vang, và cái tiếng của nó thì nghe cực kỳ to luôn. Giống như là cái kiểu giống như những cái mấy con panda. Và đặc biệt là cái con này gõ rất là mượt. Không hề nghe lạo xạo luôn, không có nghe cái tiếng lọc sọc, kể cả tiếng lò xo hay đồ gì hết đều đã bị triệt tiêu. Tuy nhiên thì những cái step của nó làm vẫn chưa được ok cho lắm. Mình gõ thì vẫn có cảm giác kiểu như nó không có được cân bằng cho lắm thì phải. Cho nên là khi mình gõ thì vẫn nghe thấy tiếng nó kiểu giống như nó bị tích á, nhưng mà tích rất là nhẹ thôi. Những người nào mà kiểu dạng thuộc dạng khó tính á, thì chắc chắn là phải mở ra móc lại rồi. Còn những người nào mà khá là dễ tính thì mua con này về sử dụng luôn vẫn là ok. Tuy nhiên thì cái con này nó vẫn có hỗ trợ hot swap, các bạn có thể mở ra móc lại khá là dễ dàng. Những cái nút về phía bên lưng bát này mình thấy nó làm ổn hơn này so với là những cái nút ở phía trong này, đặc biệt là cái space này thì có lẽ là chúng ta phải móc lại một xíu. Ok, về tổng thể bên ngoài thì chúng ta thấy là con này có một cái chất lượng build cực kỳ tốt rồi. Với cái tầm giá dưới 1 triệu thì rất khó mà có thể kiếm được một cái con nào mà có cái layout 108 cổ điển như thế này, lại có đầy đủ những chức năng ăn chơi hiện đại như là hot swap 5 chân, có LED RGB, 3 mod không dây, và có một cái chất lượng build quá ngon nữa. Đấy, không thể chê chắc ở đâu được. Nếu ai là một fan, một tín đồ của những cái con mà có layout cổ điển full size như thế này thì đây là một trong những cái sự lựa chọn không thể bỏ qua. Ngoài ra thì với cái layout này các bạn có thể chơi những cái bộ keycap thoải mái nữa. Rất là dễ chơi keycap luôn nha. Và như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua cho anh em con bàn phím cơ Mungis MG108B. Thì anh em nghĩ sao về con bàn phím này? Nếu mà anh em có ý kiến gì thì hãy cứ comment trong phần bình luận nhé. Còn nếu mà anh em muốn tham khảo giá của em này thì mình có để lại link trong phần mô tả của video đó. Ok, cảm ơn 500 anh em đã theo dõi video. Nhớ like và share ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye. Pushing me closer to the edge, and I don't know that lose. Don't mind if I do. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge, and I don't know that lose. Don't mind if I do. Of amber, give me a breath, like the fire you'll soon remember.